Chào mọi người, vậy là ở hồi trước, hồi 76, chúng ta đã tìm hiểu được hai sự kiện quan trọng. Đó chính là từ Công Minh đánh đến sông Miện Thủy, Quan Văn Trường thua chạy ra mặt thành. Và cụ thể ở hồi này, nói về việc từ Công Minh đã dùng mưu mẹo chiếm lấy cả được chính quận Kinh Châu của Quan Văn Trường. Và Quan Văn Trường vì chủ quan ủy thế của mình cho nên đã không phòng bị, khiến cho Kinh Châu bị mất. Và trong lúc cấp báo, chưa biết Quan Văn Trường xử trí như thế nào, mẹo của Lã Mông dùng để bắt Quan Văn Trường là gì, không biết được tính mệnh của Văn Trường ở hồi sau ra sao. Chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu sang hồi thứ 77. Núi Ngọc Toàn, Quan Công Hiển Thánh, Thành Lạc Dương, Tào Tháo, Cảm Thần. Tôn Quyền nghe Lã Mông nói vậy, hỏi mẹo làm sao. Mông thưa rằng: tôi chắc Quan Mộ ít quân, không dám chạy ra đường lớn. Mía Bắc Mạch Thành có con đường nhỏ hiểm hóc lắm, hắn tất chạy trốn ra lối ấy. Ta nên sai Chu Nhiên dẫn 5.000 tinh binh phục ở ngoài 20 dặm Mía Bắc Mạch Thành. Quân giặc đi đến không nên ra địch, để cho đi khỏi rồi sĩ đuổi theo mà đánh. Quân giặc tất phải chạy về Lâm Thư. Ta sai Phan Chương phục sẵn 500 tinh binh ở đường núi hiểm Lâm Thư thì chắc bắt được Quan Mổ. Này cho quân sĩ cứ việc đánh các cửa, duy chỉ bỏ cửa Bắc không đánh, để cho chạy ra rồi sĩ hay. Quyền nghe theo kế ấy, sai Lã Phạm bói một quỷ nữa. Phạm gieo quỷ xong, nói rằng: quỷ này tất là giặc chạy về Tây Bắc, nhờ hợi đêm hôm nay thì bắt được. Quyền nghe thấy vậy mừng lắm, sai Chu Nhiên, Phan Chương dẫn hai cánh quân tinh nhuệ ra các mặt để mai phục. Quan Công ở trong mạch thành điểm lại quân mã bộ thì chỉ còn hơn 300 người, lương thảo lại hết. Đêm hôm ấy, quân Ngô ở ngoài thành gọi, quân trong thành đều tường trốn ra cực nhiều. Quân cứu thì mong mãi chẳng thấy đến, chẳng còn cách nào khác nữa. Quan Công lúc này mới bảo với Vương Phủ rằng: ta hối vì không nghe lời của ngươi, hôm nay nguy lắm rồi, làm thế nào cho được. Phủ khóc mà nói rằng: việc nguy hôm nay, dẫu đến Khương Tử Nha phục sinh cũng đành chịu bó tay thôi. Triệu Lỵ lại nói: quân cứu ở Thường Dung không thấy đến, tất là Lưu Phong mạnh đạt hãm binh lại không cho đi. Quân hầu nên bỏ Quách Thành nhỏ này, chạy về Tây Xuyên thu nhập quân mã mà khôi phục lại Kinh Châu. Quan Công nói: ý ta cũng như thế. Bèn lên mặt thành trong xem thì thấy ngoài cửa Bắc không có mấy nổi quân giặc. Quan Công cho đòi dân trong thành đến, hỏi rằng: từ đây đi ra phía Bắc đường đất thế nào? Chúng bẩm: ở con đường này đi ra toàn là rừng núi hiểm hóc, thông sang được Tây Xuyên. Quan Công nói: đêm nay ta nên chạy ra ở đường này. Vương Phủ khen rằng: đường này tất có quân mai phục, nên chạy ra con đường lớn để mà đi. Quan Công nói: dù có quân mai phục, ta có sợ gì ai? Lập tức truyền lệnh cho thùng quân xếp sẵn để sắp sửa ra khỏi thành. Vương Phủ khóc, nói rằng: vương hầu đi đường nên giữ gìn cẩn thận, tôi và hơn trăm hộ tốt xin cố chết giữ lấy thành này. Dù thành có phá nữa, tôi cũng không chịu hàng đâu. Quân hầu mau mau đến đây để cứu cho. Quan Công cũng ứa nước mắt từ biệt Vương Phủ, sai Châu Thương ở lại cùng Vương Phủ mà giữ thành. Còn mình thì cùng với Quan Bình, Triệu Lũy dẫn hơn 200 tàn quân chạy ra cửa Bắc. Quan Công cầm thanh long đao gửi ngựa đi trước, sang đến đầu canh ba, ước chừng đi được hơn 20 dặm, bỗng thấy ở trong hang núi có tiếng chiên trống ầm ĩ, rồi có Chu Nhiên dẫn quân ra hô lên rằng: Văn Trường đừng chạy nữa, xuống ngựa hàng ngay đi, thì may ra mà còn được con đường sống. Quan Công múa đao lại đánh, Chu Nhiên rút lui ngay. Quan Công đuổi theo, bỗng đâu một tiếng trống nổi lên, quân phục bốn mặt đổ ra. Quan Công không dám ham đánh,
liễn ra con đường nhỏ lâm thư. Chu Nhiên đuổi đánh ở mặt sau, quân của Quan Công dần dần tận tán mất cả. Đi độ 4-5 dặm nữa, phía trước lại có tiếng reo, lửa sáng rực trời. Rồi có Phan Dương tế ngựa múa đao xông lại đánh. Quan Công giận lắm, múa đao ra địch chỉ ba hiệp, Phan Dương phải bỏ chạy. Quan Công ra khỏi con đường núi, Quan Bình ở mặt sau chạy lại bẩm báo rằng Triệu Lỵ đã chết ở trong đám loạn quân rồi. Quan Công thương cảm lắm, sai Quan Bình đi chặn mặt sau, còn mình đi trước. Quân đi theo chỉ còn được hơn chục người. Khi đến xứ Quyết Thạch, hai bên toàn là núi lao sậy, dày mơ rễ má tùm. Cuối canh năm, bỗng đầu tiếng hò reo nổi lên, quân phục hai bên lao sậy đổ ra. Tên thì Câu Liêm, đứa thì Cờ Úc. Quan Công ngã ngựa, bị tên bộ tướng của Phan Chương là Mã Trung bắt được. Quan Bình ở phía sau thấy Quan Công bị bắt, vội vàng chạy đến. Phan Chương, Chu Nhiên lúc này kéo quân của cả đến, vây bọc lấy Quan Bình. Bình đánh mãi thì kiệt sức, cuối cùng cũng bị quân Ngô bắt được. Buổi sáng hôm ấy, Tôn Quyền được tin hai cha con Quan Công bị bắt, mừng lắm, điện tụ cả tướng lại dưới trướng. Một lát, Mã Trung đi Quan Công đến. Quyền hỏi: tôi lâu nay vẫn mộ tiếng tướng quân, muốn kết hiếu đồng tâm với nhau, sao tướng quân khinh tôi quá thế? Tướng quân xưa nay vẫn coi thiên hạ chẳng ai ra gì, hôm nay đã bị bắt, đã chịu Tôn Quyền này là giỏi hay chưa? Quan Công nghe thấy vậy, quát lên rằng: thằng nhãi con mắt biết, con chuột râu tía kia, tao cùng với Lữ Hoàng Thúc cách nghĩ vườn đào, thề với nhau cùng giúp nhà Hán, lại thêm bầu bạn với quân giặc à, phản nhà Hán à, tao này lỡ mắt phải miệng gian, chỉ có chết là cùng, càng gì càng bằng tao cho lắm như thế. Quyền nghe thấy Quan Công nói như vậy, ngoảnh lại bảo với các tướng của mình: Văn Trường là bậc hào kiệt trên đời, ta đây lấy làm yêu quý lắm, nay muốn dùng cách tử tế để y có thể theo hàng với ta, các người nghĩ làm sao? Chủ hộ là Tạ Hàm tiến lên thưa rằng: không nên. Khi xưa Tào Tháo bắt được người ấy, phong hầu cho tước, ba hôm thết một tiệc nhỏ, năm hôm thết một tiệc yến to. Khi lên ngựa thưởng một nén vàng, khi xuống ngựa thưởng một nén bạc, ân lệ đến thế là cùng. Thế mà vẫn không sao lưu được người ấy ở lại, phải để cho mặt phá cửa ải, giết tất cả các tướng của mình mà đi. Để đến nỗi ngày nay bị người ấy đánh lại, Văn Thiên Đô đánh đi chỗ khác, chúa công này đã bắt được người ấy, nếu không trừ sớm đi, y rằng sẽ để vạ về sau. Quyền ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng: người nói phải lắm, liền sai đem cha con Quan Công ra hành tội. Bấy giờ là năm Kiến An thứ 24, năm 219, tháng 10, mùa đông. Quan Công bấy giờ năm 18 tuổi. Người sau có thơ rằng: cuối hán ai là giỏi, Vân Trường thì mấy kỹ tay, thần oai võ đã mạnh, nho nhã văn cũng hay, lòng ngay tỏ thương kinh, nghị khí cao ngất mây, nghìn thu danh tiếng để, không những nhất đời nay. Lại có thơ rằng: anh hùng còn nhớ giải lương xưa, lẫm liệt Quan Công tiến đến giờ, huynh đệ một ngày tình nghĩa nặng, đế vương muôn kiếp khói hương thờ, hương trung vằn vặc soi trời bể, nghị khí âm âm nổi gió mưa, đình miếu đến nay đâu chẳng có, trải bao ngày tháng vẫn trơ trơ. Quan Công mất rồi, con ngựa mà xích thố bị Mã Trung bắt được, đem về dân Tôn Quyền. Quyền lại thưởng cho Mã Trung để cưỡi, con ngựa ấy mấy hôm không chịu ăn cỏ rồi cũng chết. Vương phụ ở Mạch Thành bỗng nhiên giật mình run sợ, hỏi Châu Thương rằng: đêm qua tôi nằm mơ thấy chúa công máu me khắp cả mình, đứng ở trước mặt tôi.
tôi toan hỏi thì lại sực tỉnh ngay, không biết hay dở ra sao. Đang nói chuyện thì có người vào báo rằng quân Ngô Hầu mang đầu hai cha con Quan Công đến ngoài thành Diêu An. Vương phủ, Châu Thương cùng giật mình, vội vàng lên mặt thành trông ra thì quả nhiên thật. Vương phủ hét to một tiếng rồi đâm nhào xuống dưới thành mà chết. Châu Thương cũng đâm cổ tự vẫn. Mặt thành thụt nuốt về Đông Ngô. Quan Công từ khi mất rồi linh hồn không tan, cứ bay là trên không, đến mãi một cái núi ở huyện Đông Đương Dương thuộc về Châu Kinh Môn, gọi là núi Ngọc Toàn. Trên núi có một nhà sư già tên là Phổ Tĩnh. Sư già ấy trước ở chùa Trấn Quốc, ải Dị Thủy. Từ khi cứu được Quan Công ra khỏi cửa ải, thường thường vãn cảnh đi khắp nơi, thì đến ngọn núi này, thấy cảnh gió mát trăng trong, âm u tĩnh mịch, mới là một túc am có cỏ trụ trì ở trên núi ấy, có một tiểu đồng hầu hạ, hàng ngày ngồi trong am để mà tụng kinh. Bữa ấy, vào độ canh ba, trăng thanh gió mát, Phổ Tĩnh đang ngồi trong am tụng kinh, bỗng nghe ở trên không có tiếng gọi to lên rằng: "Đem đầu ta trả đây." Phổ Tĩnh ngẩng mặt lên thì người ấy trên không có một người cưỡi ngựa xuất thố, cầm đao thanh long, bên tả có một tướng mặt trắng, bên hữu có một tướng mặt đen râu rậm, ở trên mây hạ xuống, ngồi ở trên đỉnh núi. Phổ Tĩnh trông rõ ràng là Quan Công, mới lấy đuôi phất trần cầm trong tay, gõ vào cánh cửa mà hỏi rằng: "Vân Trường ở đâu?" Linh hồn Vân Trường sực tỉnh ra, lập tức xuống ngựa, cưỡi gió xa xuống trước am, chắp tay hỏi rằng: "Sư cụ ở đây là gì? Xin cho tôi được biết pháp hiệu." Phổ Tĩnh nói: "Lão Tăng tên là Phổ Tĩnh, khi ở trong chùa Trấn Quốc cạnh cửa ải Dị Thủy đã gặp được quân hầu mà nay đã quên mất rồi ư?" Quan Công sực nhớ ra, nói rằng: "Trước kia nhờ sức cứu cho, tôi vẫn ghi dạ không dám quên. Nay tôi gặp nạn chết rồi, xin cầu lời thanh hối chỉ điểm đường mê muội cho tôi." Phổ Tĩnh nói: "Xưa trái nay phải, nhất thiết không bàn, nhân trước quả sau, bao giờ vẫn thế. Nay tướng quân bị Lã Mông làm hại, kêu lên rằng tìm giả đầu ta đây. Nếu thế thì đầu Nhan Lương, Văn Xú cùng những đầu sáu tướng ở năm cửa ải và bao nhiêu đầu nữa thì đời cả vào đâu?" Quan Công tỉnh ra ngay, cúi đầu lạy tạ rồi biến đi mất. Về sau thường thường hiện thánh ở núi Ngọc Toàn cứu hộ cho nhân dân phương ấy. Nhân dân cảm ơn đức, lập đền miếu ở trên đỉnh núi, bốn mùa đến để tế bái. Người sau có đề một câu đối với trên miền ấy rằng: "Xích điện bệnh xích tâm, kỵ xích thú truy phong, trì khu thời vô phòng xích đế, thanh đăng quan thanh sử, thượng thanh long uyển nghiệt, ẩn vì sứ, bất quý thanh thiên, tôn quyền giết xong Quan Công, lấy hết cả được Kinh Châu, thao thượng cả ba quân, mở yến tiệc, hội cả quan lại ăn mừng, quyền cho Lã Mông ngồi trên tất cả các quan." Và ở đây, mình xin giải thích một chút về câu đối trong miếu của Quan Công. Nghĩa: bộ mặt đỏ giữ tấm lòng đỏ, mình cưỡi ngựa xích thú truy phong, lúc rủi rong không bao giờ quên về vu đỏ. Ngọn đèn xanh xem bộ sự xanh, tay cầm đao thanh long uyển nguyệt, nơi kín đáo chẳng chỗ nào thiện với trời xanh. Quyền ngoảnh lại bảo với các tướng rằng: "Cô từ lâu không lấy được Kinh Châu, mà nay trở bàn tay mà lấy được ngay, toàn là công của tự mình cả." Lã Mông nghe thấy vậy nhún mình không dám nhận. Quyền nói: "Ngày xưa Chu Lan hùng được hơn người, phá được Tào Tháo ở Xích Bích, chẳng may mất sớm,
lộ kính thay chức. Tự Kính khi mới ra mắt cô đã bàn ngay việc lo đế vương, ấy là một điều khoái ý. Đến khi Tào Tháo sang Đông, các ngươi đều nhiều người khuyên cô ra hàng, chỉ có một mình Tự Kính khuyên cô vời công cẩn về, bày kế đánh giặc chớ không chịu hàng, ấy là hai điều khoái chí. Duy chỉ có một điều y khuyên cô cho Lưu Bị mượn Kinh Châu, điều ấy là kiếm. Nay Tử Minh hơn cả Chu Lan, Tự Kính nhiều lắm. Nói đoạn rót chén rượu đưa cho Lã Mông. Mông vừa đỡ lấy sắp uống, bỗng nhiên ném ngay chén rượu xuống đất, một tay lôi đầu Tôn Quyền, thét to lên rằng: thằng nhãi con mắt biết, con chuột râu tiết kia, có biết tao đây là ai không? Các tướng kinh hoàng, xô cả lại cứu. Bấy giờ Mông đẩy Tôn Quyền ngã sắp xuống đất, rồi gian trần bước sống, rèo lên ngồi trên ngai Tôn Quyền, rồi lòng mày dựng ngược, hai mắt trợn tròn, quát mắng rằng: tao từ khi đánh giặc khăn vàng đến giờ tung hoành thiên hạ, hơn 30 năm nay bị mày lừa mẹo gian hại tao, tao sống không xả được mày, chết cũng lôi hồn thằng giả tặc này xuống mà nằm nhỏ ra từng mảnh. Tao là Hán Thọ Đình Hầu Quan Văn Trường đây. Tôn Quyền sợ quá, vội vàng chắc các tướng đến lạy. Lạy vừa xong thì Lã Mông ngã quay xuống đất, hộc máu mồm máu mũi ra rồi chết. Các tướng thấy vậy ai cũng kinh khiếp. Quyền sai mang xác Lã Mông bỏ vào áo quan làm ma tống tán, tuy tặng cho làm thái thú năm quận, phong làm sàng lăng hầu, lại cho con Lã Mông là Lã Bá nối tước của cha. Quyền từ đó cảm việc quan công, nghĩ mà kinh hãi. Sự có Trương Chiêu từ Kiến Nghiệp đến, Quyền lại hỏi Kiền. Trương Chiêu nói: chúa công hại mất cha con quan công, và đến nơi bây giờ, khi xưa người ấy kết nghĩa với Lưu Bị ở vườn đào, thề cùng nhau sống chết. Nay Lưu Bị đã có cả hai xuyên, lại có miệng của gia Cát Lượng, sức khỏe của Trương, Triệu, Mã, Hoàng. Nếu Lưu Bị biết được tin cha con quan công bị hại, tất khởi hết cả quân trong nước, cố sức đến đánh để báo thù. Tôi nghĩ rằng năm ngô này không để địch đổi được đâu. Quyền nghe nói vậy, giật mình, dậm chân xuống đất mà nói rằng: cô không nghĩ ra, bây giờ phải làm như thế nào? Chiêu nói: chúa công chớ lo, tôi có một kế này khiến cho quân Tây Thục không phạm đến Đông Ngô được, mà Kinh Châu vững hơn cả núi đá. Quyền hỏi mẹo làm sao? Chiêu nói: Tào Tháo cầm trăm vạn quân như hổ ngồi ở giữa Trung Quốc, Lưu Bị nếu muốn đánh báo thù tất phải hòa với Tào Tháo. Hai nước ấy mà hợp binh chiếu lại đây thì Đông Ngô của ta nguy mất. Ta nên đem đầu quan công đến dâng cho Tào Tháo, để tỏ cho Lưu Bị biết rằng việc ấy là Tào Tháo sai ta, chứ không phải tự ta làm. Như thế thì Lưu Bị tất sẽ giận Tào Tháo. Quân Tây Thục không kéo đến Ngô mà kéo đến Ngụy. Ta ở bên ngoài xem hai bên được như thế nào, rồi sẽ liệu việc của ta. Thế là miệu hay hơn cả. Quyền nghe lời, sai sứ bỏ đầu quan công vào một cái hòm, đem sang Lạc Dương, vào ra mắt dâng cho Tào Tháo. Bấy giờ, Tào Tháo đang ở Ma Pha, đã rút quân về cả Lạc Dương. Nghe tin Đông Ngô đem đầu quan công đến mừng mà nói rằng: Văn Trường chết rồi, từ đây ta mới được ngủ yên. Mọi người dưới thềm bước ra nói rằng: đây là miệng của Đông Ngô đổ vạ cho ta đây. Tháo trông ra thì là quan chủ bộ Tư Mã Ý. Tháo hỏi làm sao? Ý thư rằng: ngày xưa Lưu, Quan, Trương ba người kết nghĩa, thề cùng sống chết với nhau. Nay Đông Ngô đã hại mất quan công, lại sợ bị Lưu Bị bắt thù, cho nên đem đầu lại dân đại vương, để Lưu Bị quay lại dân đại vương mà đánh nước Ngụy ra, rồi họ kiếm lợi trong khi đôi nước đánh nhau. Tháo nói: ý của Trọng Đạt nói phải lắm, nhưng có thể dùng miệng gì để giải cho được? Thưa, việc này thì cực dễ.
đại vương nên tạc một bộ thần thể bằng gỗ trăm, chắp đầu quỳ công vào, dùng lễ đại thần tán cho ông ấy. Lưu Bị thấy như vậy, tất sẽ căm giận Đông Ngô, cố sức mà đánh Tôn Quyền. Ta ở ngoài xem hai bên được thu thế nào, hễ Thục được thì ta đánh Ngô, hễ Ngô được thì ta đánh Thục. Nếu ta lấy được một nước thì còn một nước nữa cũng không bền lâu được với ta. Thảo nghe thấy vậy mừng lắm, bèn nghe theo lời, mời sứ giả cho vào ra mắt. Sứ giả dâng cái hòm lên, Thảo mở ra xem thì thấy mặt mũi quan công vẫn tươi tỉnh như thường. Thảo cười hỏi: Vân Trường lâu nay vẫn khỏe mạnh chứ? Vừa nói xong thì thấy quan công mở miệng trợn mắt, đầu tóc đều dựng ngược cả lên. Tháo hết cả hồn ví, ngã gục ngay xuống. Các quan vội vàng đến cứu, hồi lâu mới tỉnh. Tháo bảo với các tướng rằng: Quan tướng quân thật là thần tiên ở trên trời. Sứ giả lại mang vị quan công hiện thánh, luôn miệng mắng Tôn Quyền đánh chết Lã Mông, kể cả cho Tào Tháo nghe. Tháo lại càng kinh sợ lắm, sai giết mổ trâu bò để làm lễ cúng tế, tạc một bộ thân thể bằng gỗ trầm chấp đầu quan công vào dân lễ vương hầu, tán ở ngoài cửa Nam Thành Rạc Dương. Các quan lớn nhỏ đều phải đi đưa ma cả. Tháo tự mình vào lễ bái, tặng phong làm kính hương, sai quan giữ mộ, rồi cho sứ giả về Giang Đông. Đây lại nói Hán Trung Vương từ Đông Xuyên trở về thành đô, pháp chính tâu rằng: Tiền phu nhân đã mất rồi, còn Tôn phu nhân bỏ về Giang Đông, vì tất đã trở lại nữa. Đạo luân nhân luân không nên bỏ, xin chúa công kiến một bà vương phi khác để giúp nội chính thì mới xong. Hán Trung Vương nghe theo. Pháp chính lại tâu lên rằng: Ngô Ý có một người em gái nhan sắc mà lại hiền hậu, khi cô còn nhỏ có một thầy tướng nói cô này về sau cấp đại quý. Trước cô đã gả về Lưu Mạo là con Lưu Yên, Mạo mất sớm, cô ta vẫn ở vậy đến bây giờ, đại vương nên nạp cô làm vương phi. Hán Trung Vương nói: Lưu Mạo cùng họ với ta, lấy thế nào cho được? Pháp chính nói: Theo lệ thân sơ thì có khác gì Tấn Văn Công với nàng Hoài Doanh của ngày xưa đâu. Hán Trung Vương ân lời, mới lập Ngô Thị làm vương phi. Về sau bà ấy sinh được hai con, con lớn là Lưu Vĩnh, tự là Công Thọ, còn thứ là Lưu Lý, tự là Phụng Hiếu. Lại nói Hải Xuyên từ khi về tay Hán Trung Vương yên dân, nước thịnh mùa màng tươi tốt. Chợt có người ở Kinh Châu đến thúc chuyện Đông Ngô đến cầu hôn với quan công, nhưng bị quan công cự tuyệt. Khổng Minh nói Kinh Châu này nguy mất, nên sai người khác đến để thay quan công về đây mới xong. Đang bàn bạc thì sứ giả Kinh Châu tới tấp báo tin thắng trận. Không bao lâu Quan Hưng lại đến, nói việc tháo nước tràn ngập bảy đạo quân của Vu Cấm. Chợt có thám mã về báo quan công sai đắc ủ đốt lửa quanh bờ sông, giữ gìn cẩn mật, chắc chắn buôn phần. Bởi thế Huyền Đức mới càng vững dạ. Một bữa Huyền Đức bỗng dưng ghê mình, đang ngồi bỗng không yên, đến đêm khuya chưa tỉnh ngủ được, bèn vào nhà trong đốt đèn xem sách. Huyền Đức thấy tinh thần bàng hoàng, bèn gục xuống ghế để nghỉ ngơi. Chợt nổi một cơn gió lạnh, ngọn đèn lập lè gần tắt lại sáng. Huyền Đức trông ra thấy một người đứng dưới bóng đèn. Huyền Đức hỏi: Mày là ai, đêm khuya lại dám lẻn vào nhà của tao? Người ấy không nói gì. Huyền Đức nghi hoặc chạy ra xem, quan công đang đứng núp dưới bóng đèn. Huyền Đức thấy vậy nhận ra ngay, hỏi rằng: Hiền đệ lâu nay bình yên chứ? Đêm khuya vào đây tất có việc gì? Ta với hiền đệ như anh em ruột thịt, tất sao lại lẩn tránh nhau như thế? Quan công khóc nói rằng: Xin anh khởi binh báo thù ngay cho em. Nói đoạn lại nổi một cơn gió lạnh ngắt, quan công biến mất. Huyền Đức chợt tỉnh dậy, tí ra là một giấc mộng, lấy làm nghi hoặc lắm.
vội ra ngoài điện mời Khổng Minh vào kể lại cho nghe. Khổng Minh thương chúa thượng thương nhớ Nguyên Công, cho nên thành mộng đó thôi, hà tất phải nghi ngại làm gì. Huyền Đức nghe thấy vậy nhưng vẫn áy náy trong lòng. Khổng Minh tìm lời khuyên giải rồi cáo từ trở ra. Vừa đến cửa gặp ngay Hứa Tịnh đến. Tịnh nói: tôi vừa đến phủ quân sư báo một việc cơ mật, nghe tin quân sư vào cung cho nên tôi cũng lại đây. Khổng Minh nói: có việc gì thế? Tịnh nói: tôi nghe người ta đồn Lã Mông đã đánh úp mất Kinh Châu, Quan Công bị hại rồi, nên đến đây để có thể mật báo được với quân sư. Khổng Minh nghe thấy vậy cũng đáp lời: ta mấy hôm trước xem thiên văn, thấy ngôi tướng Tinh Sa ở địa phận Kinh Sở, biết rằng Vân Trường tất nhiên đã bị hại cả rồi, chỉ ngại chú thượng sinh ra lo phiền não nên chưa dám nói. Hai người đang nói chuyện, bỗng có một người ở sau điện chạy ra, túm lấy vạt áo Khổng Minh mà nói rằng: có chuyện dữ dội như thế, sao ông lại còn giấu tôi? Khổng Minh giật mình, trông ra thì chính là Huyền Đức. Khổng Minh và Hứa Tĩnh cùng tâu rằng: câu chuyện vừa rồi đều là tin đồn cả, chưa lấy gì làm đích xác cho được. Xin chúa thượng hãy khoan tâm, đừng nên lo phiền. Huyền Đức nói: ta với Văn Trường đã cùng kết nghĩa vườn đào, thề cùng sống, cùng thét. Nếu hắn có điều gì thì ta đây cũng không thể sống một mình cho được. Khổng Minh, Hứa Tĩnh đang khuyên giải Huyền Đức, bỗng có cận thị vào báo Mã Lương y tịch đã đến. Huyền Đức nghe thấy vậy liền cho gọi cả hai người vào để hỏi. Hai người vào ra mắt lại Huyền Đức, thưa rằng: Kinh Châu mất rồi, Quan Công đã thu trọng, xin quân đến cứu. Nói đoạn lại dâng biểu lên. Huyền Đức chưa kịp mở ra xem thì Liêu Hóa cũng vừa chạy tới nơi. Huyền Đức cho gọi vào, Hóa lại xuống đất khóc lóc kể lễ lại việc Lưu Phong mạnh đạt hãm, không cho binh đến cứu. Huyền Đức giật mình nói: nếu nó làm như vậy thì em của ta hỏng mất. Khổng Minh nói: Lưu Phong mạnh đạt vô lễ như thế, tội thật đáng chết. Chúa thượng hãy khoan tâm, tôi xin cầm một đạo quân ra để ứng cứu. Huyền Đức khóc nói: Vân Trường có điều gì thì cô đây không thể nào sống cho được, ngày mai cô phải cầm quân ra ứng cứu thì mới xong. Lập tức một mặt sai người sang lẻn trung báo cho Trương Phi biết, một mặt tập hợp quân mã kéo đi. Rồi chưa sáng đã có luôn hai ba tin đến báo Quan Công đương đêm chạy ra đường Lâm Thư, bị tướng Ngô bắt được, không chịu hàng. Hai cha con cùng về thần cả rồi. Huyền Đức nghe xong rú lên một tiếng, ngã lăn xuống ngựa, ngất đi không biết gì nữa. Thế mới là nhớ lời sống thép thề kia trước, nỡ để bây giờ thiệt một ai. Chưa biết tính mệnh của Huyền Đức ra sao, xem đến hồi sau sẽ phân giải. Vậy là đã kết thúc hồi thứ 77. Ở đây ta có thể thấy được tình nghĩa của Quan Công, Tư Bị và Trương Phi. Ba người họ đã cùng nhau kết nghĩa ở vườn đào, thề cùng sống, cùng chết, cùng nhau giúp nhà Hán có thể nối lại cơ nghiệp, diệt Tào Tháo, tôn quyền. Đến thời điểm hiện tại, họ đang đi cùng nhau trên một chặng đường dài. Ấy thế mà, chỉ một rủi ro, Vân Trường đã bị thiệt mạng. Liệu rằng lời thề ở vườn đào năm xưa có còn tiếp nối hay không? Lưu Bị khi nghe tin của Quan Công bị hại, sức khỏe của Lưu Bị có ổn định để cùng nhau xây dựng tiếp cơ nghiệp hay không? Liệu rằng Tôn Quyền, Tào Tháo, ai sẽ là người đón tiếp trận Lôi Đình của Lưu Bị
Chúng ta hãy đợi xem hồi tiếp theo.